Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm món thanh lọc cơ thể với món đậu phụ sốt Tứ Xuyên nhé. Để làm món này thì các bạn cần chuẩn bị cho mình hai bìa đậu phụ này. Các bạn xay cho mình khoảng độ 150g thịt heo nhé. Nấm mèo, vài cây nấm mèo, các bạn ngâm nước cho mình cho nó nở ra. Mùi hành lá, ớt sừng, gừng, hành thơm, tỏi. Trước tiên thì mình sẽ ướp thịt đã, thì các bạn sẽ ướp thịt cho mình. Thịt thì mình sẽ ướp với bột canh nhé, các bạn cho mình khoảng 1 phần 2 thìa bột canh. Hạt tiêu, các bạn cho mình một chút hạt tiêu nhé. Mình trộn đều với hỗn hợp thịt này lên để cho nó ngấm gia vị vào. Đậu mình sẽ sắp thành từng miếng ra nhé. Các bạn sắp ra dày một chút vì mình nấu thế này thì nó còn dày không bị nát nhé. Hành thơm mình sẽ băm nhỏ ra. Tỏi các bạn cũng băm nhỏ cho mình nhé. Các bạn cũng băm nhỏ cái phần gừng này ra cho mình. Ớt sừng các bạn cắt ra cho mình nhé. Nấm mèo mình sẽ thái sợi nhé. Hành và rau mùi các bạn thái nhỏ cho mình. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành nấu. Các bạn cho mình chảo lên bếp nhé và mình sẽ cho dầu ăn vào. Chảo nóng lên thì mình cho dầu ăn nhé. Tỏi và hành thơm mình cho trước. Phần gừng rồi bây giờ các bạn sẽ cho mình phần thịt vào nhé.
bây giờ mình sẽ cho phần nấm mèo. Các bạn cho mình một thìa dầu hào. Nước tương mình cũng cho một thìa nhé. Cho mình vào đây một thìa sa tế nữa nhé. Mình cho vào đây đường các bạn nhé, các bạn cho mình một thìa đường. Mình cho khoảng nửa bát nước lọc nhé. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái sôi lên để mình cho đậu vào. Đây, khi đã sôi như này rồi thì các bạn sẽ cho đậu vào cho mình nhé. Các bạn cho mình vào đây 1/2 thìa bột canh nữa. Cuối cùng thì mình sẽ cho một chút mắm thôi. Bạn nào muốn ăn bột ngọt thì chúng ta có thể cho bột ngọt vào nhé. Rồi bây giờ mình cho hành lá và rau mồi vào. Các bạn đảo đều nên là mình cho ra đĩa là có thể. Thức món đậu sốt Tứ Xuyên này, một trong những món ăn thanh lọc cơ thể rất tốt, nó sẽ đào thải những chất không tốt, chất thừa trong cơ thể chúng ta, không bị hứng nhá gì cả, rất dễ làm và dễ ăn. Tắt bếp mình cho ra đĩa mình có thể thưởng thức được. Đây các bạn, thành phẩm của mình sau khi làm xong đây là một món đậu sốt Tứ Xuyên nhé, hay là một món để chúng ta thanh lọc cơ thể rất đơn giản mà lại ngon này, các bạn có thể làm cho gia đình nhà mình thưởng thức nhé. Nguyên liệu thì rất đơn giản, các bạn chuẩn bị cho mình độ 200g, 150 đến 200g thịt nhé, thịt lạc mình xay ra, và hai bìa đậu, độ 3 cây nấm mèo, một quả ớt sừng, gừng, tỏi, hành thơm. Và các bạn cho mình dầu hào này, nước tương này, sa tế, hành lá và rau mùi nữa. Và một chút mắm, một canh, hạt tiêu. Là các bạn đã có món ăn ngon rồi. Chúc các bạn có và gia đình có một món ăn ngon nhé. Và dễ làm dễ ăn như món này mà lại rất tốt cho cơ thể. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để xem những video mới nhất của mình nhé.